Bố mẹ Hồ Văn Cường làm gì khi con trai bị Phi Nhung cảnh cáo? Đầu tháng 2 vừa qua, ca sĩ Phi Nhung gây sốc dư luận khi đăng đàn mắng mỏ, cảnh cáo con nuôi Hồ Văn Cường quán quân Việt Nam Idol Kids 2016. Phi Nhung cho biết con nuôi bắt đầu hư khoảng một năm trở lại đây, lười biếng và khó dạy bảo. Cho rằng mình không dạy được, nữ ca sĩ đăng đàn nhờ cộng đồng mạng, đồng thời mang chuyện cắt đứt tình mẹ con ra đe dọa Hồ Văn Cường. Nếu là con tôi sinh ra, tôi sẽ đánh cho một trận. Bây lớn không biết chào hỏi ai trong gia đình, không biết phụ các em, tết nhất cũng không biết lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa, cùng ăn cơm với gia đình. Một năm nay ngoài đi học và đi hát là xuống nhà, còn lại 24/24 trong phòng. Xin lỗi, mẹ không dạy con được, mẹ phải nhờ cộng đồng mạng dạy con. Mẹ sẽ chấp nhận mọi người trách mẹ chứ không để con hư, nếu không sang năm khó mà dạy con được. Mẹ cấm tất cả fan của Hồ Văn Cường chiều chuộng bạn ấy quá, bạn ấy sẽ bị bệnh ngôi sao. Lần này mẹ dạy con không được nữa thì hết duyên. Quá bức xúc, Phi Nhung chia sẻ trên Facebook. Không lâu sau đó, Hồ Văn Cường đã gửi tâm thư xin lỗi mẹ nuôi. Nhận ra những điểm sai trong cách ứng xử, giọng ca 18 tuổi cũng dần thay đổi. Tình cảm giữa hai mẹ con không bị ảnh hưởng, thêm gắn bó sau vụ ồn ào. Mới đây nhất, cả Phi Nhung và Hồ Văn Cường có những trải lòng sau một tháng xảy ra sự việc gia đình. Về phía Phi Nhung, nữ ca sĩ biết hành động của mình là quá đáng, nhưng không còn sự lựa chọn nào khác. Vì muốn con tốt hơn, tôi chấp nhận tất cả ý kiến trái chiều. Miễn sao tôi và Cường hiểu nhau là được, Phi Nhung chia sẻ. Con lớn rồi, tôi không thể dùng roi vọt. Tôi đã nói nhỏ, nói to, khuyên nhủ cũng có, nhưng con đều không nghe. Nếu tôi cứ để im, con sẽ tự kỷ, ở trong nhà và sống ảo, suốt ngày cầm điện thoại, nữ ca sĩ nói thêm. Được hỏi cha mẹ ruột của Hồ Văn Cường phản ứng thế nào trước sự việc, Phi Nhung bảo, cha mẹ ruột Cường ở chung với tôi, nên chúng tôi có trao đổi chứ. Mẹ Cường giao toàn bộ việc dạy Cường cho tôi. Chị ấy cũng không nói được con đâu. Cường ngoan nhưng bướng bỉnh, nên tôi phải làm như vậy. Tôi phải tạo một cú sốc để con thay đổi. Nói như các bà mẹ là đánh mạnh một lần cho con chừa. Bây giờ, Cường rất ngoan, đi học về biết chào mẹ, dọn dẹp nhà cửa, ôm hôn mẹ. Về phía Hồ Văn Cường, giọng ca 18 tuổi tâm sự bố mẹ không vì yêu thương con trai mà bênh vực. Bố mẹ góp ý cho em những cái sai và xin lỗi mẹ Nhung. Bố mẹ vẫn tin và gửi gắm mẹ Phi Nhung chứ không thương con đến mức bênh vực. Hồ Văn Cường chia sẻ trên Thanh Niên, Hồ Văn Cường sinh năm 2003, được biết đến khi tham gia cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2016 và đoạt giải quán quân. Khi ấy, cậu bé quê Tiền Giang khiến nhiều khán giả phải xúc động với mỗi lần xuất hiện, cất lên giọng hát chạm đến trái tim. Hồ Văn Cường từ nhỏ đã thần tượng Phi Nhung và may mắn được nữ ca sĩ nhận làm con nuôi thông qua cuộc thi âm nhạc. Cậu bé nghèo được Phi Nhung nuôi ăn học ở thành phố, rèn giũa nghệ thuật trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc học tập, Hồ Văn Cường còn được mẹ nuôi sắp xếp cho tham gia các chương trình ca nhạc để nuôi dưỡng đam mê, phát triển khả năng. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.